Mặt trời mùa đông sắp phát sóng trên ứng dụng Vion từ ngày 24 tháng 3. Đạt, Hân Quang chào mừng quý vị khán giả thân mến đã đến với chương trình Chọn Ai Đây. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện, và chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Lại một tuần lễ trôi qua, chung cư vui vẻ lại được gặp gỡ quý vị khán giả thân mến, và chung cư sẽ đem đến những giây phút giải trí thoải mái và những năng lượng tích cực cho quý vị khán giả. Và những người đem những nguồn năng lượng đó không ai khác ngoài chính cố vấn của chúng tôi. Xin được giới thiệu Bạch Công Tử Nguyễn Anh Tú. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn Missy. Wow, anh chàng đến từ Đồng Nai, Lê Dương Bảo Lâm. Anh chàng đẹp trai, Đinh Tuấn Kiệt. Người đẹp Khánh Vân. Nhân vật mỗi tập một màu sắc riêng biệt, Lâm Vĩ Dạ. Vợ tôi đó, các bạn ơi. Anh chàng Hào Hoa Chí Thiện. Thầy giáo Duy Khánh và quý cô thông thái Vuka. Đây mà em ở đây. Sao vậy? Tôi đi chung nhau mà. Lên đi nào. Vâng, và MC Vương Minh Đạt. Chào cả nhà. Chung cư ơi. Các bạn ơi. Kêu giùm ảnh. Các bạn ơi, ảnh là các bạn ơi. Mình phải lấy không khí liền chứ. Dạ. Hòa hợp, giao lưu, nói chuyện với nhau. Sau một tuần lễ chúng ta lại được gặp nhau. Đúng rồi, tôi thấy là MC nên gọi là đổi cái cách mà kêu người vô đi. Cũng ra là lần nào là cũng hả là... Cô bé Thông Thái. Cô bé Thông Thái làm như bà Vanga vậy đó. Thông Thái chứ phải tiên tri đâu, bà Vanga. Sao Thông Thái? Mấy cái số sau anh giới thiệu em đừng có cho em làm thầy giáo nữa nha. Em xin phép được trước cái chức danh đó của mình. Chứ giờ em muốn làm gì nè? Ta là cô giáo Khánh mà. Không, em thấy cái bốn kiến thức của em không có đủ tư cách để làm giáo viên. Không, em thấy tập nào em cũng là anh chàng trung tình hết là sao anh? Đâu rồi, nãy giới thiệu anh nàng đẹp trai mà. Nhưng mà tại sao hôm nay anh Thiện lại là gì? Anh chàng đẹp trai là anh chàng Hào Hoa. Hào Hoa. Biết sao mà nước kia đẹp trai rồi phải đổi từ cho có phong phú là anh là Hào Hoa. Còn à vợ, à cô gái hả, mỗi tuần ăn mặc rất là gì qua này? À đa dạng. Nhiều màu sắc. Nhiều màu sắc. Tôi thấy là mà cô gái ăn mặc không giống ai, là dạ ra ok. Vậy ơi, chị đóng vai gì ạ? Em chưa biết nhân vật của chị dạ là cái gì. Nhân vật Mulan. Thế nào cũng có câu hỏi à. Không biết gì trơn, không đừng ai hỏi gì chân trời. Mulan. Nhắc về trang phục đó là em thấy có đôi nào mặc đồ cũng... mix and match lắm á. Hợp lắm á. Không biết là có hẹn trước không ta?
thật sự là không không có hẹn chứ vậy, ngẫu nhiên. Cái này là nó cao hơn cái mức hẹn gọi là tâm linh tương thông á. À, em nói rồi, em nói là cái này là cái này là ngẫu nhiên thôi chứ đâu có ai mà hẹn trước đúng không? Vậy nếu có cơ hội hẹn với chị Buka anh có hẹn không? Ai biết người ta chịu hẹn không? Thì bây giờ lỡ rồi hỏi mà hẹn cái gì? Thôi nào các bạn, các bạn ơi, chúng ta chuẩn bị đón tiếp hai vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta. Xin mời La La Trần và Đi Trần. Em hỏi Trần luôn. Dạ. Em hỏi Trần luôn. Vì sao em lấy là Đi Trần? Dạ, tại vì tên thật của em á là tên Đạt. Tên Đạt. Dạ. Là cùng tên với anh. Em muốn đổi thành một cái tên khác nó là hơn. Xong rồi em vẫn lấy cái chữ Đạt là từ chữ Đi. Đi. Tên Việt thành Đi Trần. Quê em ở đâu? Dạ, em làm Đông Hương với vợ anh. À, rửa à? Ở Huế ở trong mốt rửa. Dạ, em ở trong Đài Nội ạ. Dạ, anh biết em là một ca sĩ đúng không? Dạ. Thể hiện đây một chàng hoa tay cho Đi Trần. Dạ, em xin gửi tặng cho 9 anh chị ở chung cư của Chọn Ngay Đây cũng như là anh Đạt và tất cả các vị khán giả đang xem một ca khúc mà gần đây em được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Rượu nào dành cho người say, đắng cay đâu nào hay, xót vương bao tơ lòng, chân tình đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay, biết ai đâu sai bay. Giọt sầu còn mãi chất chứa nỗi đau còn hoài. Trời buồn ngàn mây ngừng bay, gió kia chẳng buồn lấy. Lá hoa chưa xa cành, sao ngày xanh đã phai. Bên mây em vui cùng ai, có vẫn vương chốn này. Dù đời vắng bóng sáng em, con tim không đổi thay. Hay quá. Bài ha. Không hay với bộ. Hay mà quá. Không phải là mình là Đi Trần là ca sĩ đâu. Ở đây La La Trần cũng là một ca sĩ nè. Em giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên cho em gửi đến một lời chào đến anh Đạt, đến tất cả các anh chị đang có mặt ở chung cư cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chọn Ai Đây ạ. Em xin tự giới thiệu, em là La La Trần. Nghĩa danh em sao em lấy chữ La La vậy? Dạ, La là tên ở nhà ba mẹ đặt cho em á. Dạ. Hay còn... La em hả? Dạ, không có, em hay La chứ ba không có La em. Ở nhà em hay La nhưng em tới đây em hãy hát đi. Dạ, ca khúc được mang tên Anh Yêu Vội Thế. Anh yêu vội thế, cứ thích buông lời trêu đùa. Chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê, em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian. Đêm nay bật khóc, biết cho điều người sai lầm. Đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói. Hãy giả vờ quên tên em, để em thứ tha cho bản thân vội vàng. Cho trái tim em nơi này. Cái bài hát thì hay nhưng mà cái minh họa thì nó quá ghê nè. Thêm bài nữa đi em. Thêm bài đi em. Thêm bài nữa đi. Vậy cho em gửi đến một đoạn ca khúc mới chuẩn bị phát hành của em ha. Ca khúc được mang tên Có Nợ Được Đâu. Đâu rồi cảm giác hôm qua cứ thế với đầy đầy với đầy. Tự mình hàn gắn những vết thương sâu, đêm về lại càng trở nặng. Cứ thế dẫu em đi đến nơi đâu vẫn thấy đau lòng, khi mà mình chẳng thể nào ngừng quên. Ân tình đổi lấy đau thương cho ai, phải tan tan phải tan. Chỉ còn khoảnh khắc yêu đuối khi say, sao mình gặp lại nữa vậy? Có lẽ xin ta đi đến đây thôi dẫu bao hy vọng. Thương hoài mà mình có nợ được đâu. Hay quá, hay quá. Thương hoài mà mình có nợ được đâu hả? Dạ, tuyệt vời. Hết múa rồi, thấm rồi, thấm rồi. Bây giờ mình thi thố chứ, bây giờ mình thể hiện, bây giờ mình thi thố đi. Dạ. Hai người thảo luận coi ai sẽ là người thi đấu trước. Dạ thôi mình... 1, 2, 3. Em rồi. Thi sau. Đi Trần, em chọn ai? Em sẽ chọn anh có màu sắc sặc sỡ nhất. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm là sự lựa chọn của Đi Trần. Và kính thưa quý vị khán giả thân mến, bây giờ đây, vòng 1 của chương trình Chọn Ai Đây xin phép được bắt đầu.
Câu hỏi của anh Lê Dương Bảo Lâm. Trong MV Về Với Em của Võ Hạ Trâm có phân cảnh ca sĩ đứng giữa chín con vật gì? Thì ca khúc này của chị đang làm chao đảo cộng đồng mạng. Và ca khúc Về Với Em như sau: về là về với em đi nào, về là về với nhau. Hey! Về là về với em đi nào, về bên sông ngắm nhìn hư khay. Sao cái giọng bị nghẹt vậy? Anh ơi, ê, em hát không muốn về luôn, em muốn về luôn. Anh ơi, đi về. Đi về. Em ơi, cái khúc mà là em làm được không? Em không biết mình. Đúng rồi, đúng rồi. Để làm tiếng anh hát khúc đầu của anh xong anh ó là em làm thì anh cái gì. Hai ba. Về là về với em đi nào, về là về với nhau. Hey, về là về với em đi nào, về bên sông ngắm nhìn hư không. Đáng lẽ là chị Trâm quay ở Việt Nam, nhưng mà khi mà về Việt Nam là chị tâm sự nói là nếu mà đầu tư là khoảng mấy chục tỷ, bởi vì gọi là nhà bối cảnh cũng như này nọ 5 tỷ. Đúng, 5 tỷ. Cái chị với trà chồng của chị mới quyết định qua Ấn Độ, đó là cái đoàn là cũng đông lắm anh nha. Xong rồi cái qua bên Ấn Độ thì mình tìm những cái cảnh trí cũng như là con vật gọi là gắn liền với Ấn Độ. Thì nhắc đến Ấn Độ người ta nhắc đến con rắn. Thì khi mà chị là em ó giùm anh đi, em ó giùm anh đi. Ó nữa. Khi mà quay tới cái phân đoạn mà 2 3 rắn đã cắn 2 quay phim. Rắn đã cắn 2 quay phim. Xong cái đoàn hợp lại nó trời ơi, mà quay phim về mà rắn mà cứ thả ra mà nó cắn về hoài sao được. Rồi anh chồng cũng lo áp lực luôn, nó bây giờ thôi mình đổi là đổi con rắn đi. Bây giờ một cái con nào cũng có bên Ấn Độ đi, con gì bán đồ nữa. Trắng. Con bò. Thì hả cũng quay vậy đó, cứ khúc ó ó này đi, ó ó đi. Cái quay con bò này cũng là 2 ông quay phim nãy luôn phải không? Cũng là 2 ông quay phim nãy luôn phải không? 2 ông quay phim nãy luôn. 2 3. Máy đứng luôn. Nguyên đoàn kiếm quay phim không ra. Sao vậy? 2 ông mặc 2 áo đỏ. Trời ơi, mấy quỷ bò nó hút quay phim mất tiêu. Trời ơi, kiếm hoài đó không có luôn. Cuối cùng khuya khoảng 8-9 giờ thấy lên trên đọt tràm ở trên á. Chị Trâm hợp lại tiếp, hợp lại bây giờ con gì đây, con gì đây? Con gì giờ? Con lạc đà. Vậy con lạc đà đi, thấy nó hiền. Chốt chưa? Không, chưa. Ban đầu ta quay lạc đà bị bự quá cho nên chị Trâm nói là đổi là 9 con kỳ đà. Chốt là gì? Kỳ đà. Kỳ đà là đáp án của Lê Dương Bảo Lâm. Đi Trần, yeah. Em có tin vào đáp án của anh Lâm không? Em không tin. Không. Em nghĩ là con gì? Trong cái MV của chị Trâm á, xuất hiện nhiều nhất là lạc đà. Nên em nghĩ là chuyện con đó là sẽ là chuyện con lạc đà. Chuyện con lạc đà, yeah. Đi Trần không tin vào đáp án của Lê Dương Bảo Lâm. Và đó là một sự lựa chọn. Xác à? Đáp án đó chính là 9 con lạc đà. Ê, nãy giờ anh tưởng câu hỏi của bé kia không á, bé kia đúng hát rồi. Quá trời hát luôn. Mà bắt người ta làm quá trời làm luôn á. Lựa chọn của em nó đem về cho mình một biếu o đầu tiên. Chúc mừng đi Trần. Lala, em chọn ai? Em chọn chị Khánh Vân. Câu hỏi của Khánh Vân như sau: giếng trời khổng lồ tại ga ngầm Bến Thành thuộc Metro Bến Thành, Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh có hình dáng của loài hoa nào? Thì em nghĩ là Việt Nam mình á thì rất là nổi tiếng về một cái loài hoa, đó chính là hoa sen. Cho nên là khi mà ý tưởng đưa ra thì đã tạo hình hoa sen để mà tăng lên vẻ đẹp của thành phố của mình. Và bên cạnh đó là nó là một cái biểu tượng ngay chợ Bến Thành. Đó, thì em sẽ chốt là hoa sen. Hoa sen là cái hình dáng của giếng trời đó. Em không biết, em không biết đâu, nhưng mà nhìn mặt chị Vân rất là uy tín và cách nói cũng hoa sen rất là logic nên em chọn tin chị Vân. Giếng trời đó hình hoa sen. Và đó là một sự lựa chọn. Hoàn toàn chính xác. Giếng trời hình hoa sen cao 6 mét, đường kính hơn 21 mét, thuộc Metro Bến Thành, Suối Tiên.
Chúc mừng em với sự lựa chọn này đã đem về cho mình một dấu ít. Tiếp tục nào, đi. Bây giờ em sẽ chọn anh chị Thiện. Nữ kình ngư Molly Levin đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi bơi quãng đường gần 50 km quanh vịnh Biscay với thời gian là 14 giờ 15 phút. Cô vừa bơi vừa làm công việc gì nữa? Cô ấy vừa bơi vừa thở. Không, mình đứng bình thường mình cũng phải thở chứ, không cần phải bơi đâu. Hát. Hát không được nha, vừa bơi mà hát khó nha. Cái này á thì anh có đọc qua và anh có biết là kỷ lục thế giới thì cổ đã bơi xung quanh cái vịnh đó. Thường là vịnh mình sẽ có những gì? Sẽ có rác thải. Thì cô ấy vừa bơi vừa nhặt tất cả những rác thải đó trong suốt 14 tiếng. Người anh đọc là cô ấy nha, nhưng mà không phải có phải cô này không, anh không biết. Yeah. Anh chưa chắc lắm cho nên anh cái anh nghĩ á thì là cô ấy vừa bơi vừa nhặt rác, vừa bảo vệ môi trường mà vừa tập thể dục luôn. Em có tin vào đáp án của anh Chí Thiện không? À, em tin anh chị Thiện. Tin anh chị Thiện. Tại vì em thấy cái việc vừa bơi mà vừa nhặt rác nó rất là ý nghĩa. Và đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Đó là vừa bơi vừa nhặt rác. Chỉ với một dụng cụ hỗ trợ là chiếc vây bơi, chị đã hoàn thành mục tiêu bơi quanh vịnh Biscay trong vòng 14 tiếng 15 phút, đồng thời thu gom được gần 10 kg rác thải. Wow. Cô cho biết nhiều người muốn vịnh Biscay trở nên đẹp hơn và điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi thực hiện thử thách tương đối khó khăn này. Hay quá. Wow. Hay quá. Và lựa chọn của Đi Trần đã đem về cho em một dấu o nữa. Chúc mừng Đi Trần. Lala. Em chọn anh Jin Tuấn Kiệt. Anh Jin Tuấn Kiệt là sự lựa chọn của Lala. Câu hỏi của Jin như sau: vì sao cầu thủ Raul Gonzalez, một trong những chân sút vĩ đại của câu lạc bộ Real Madrid, có biệt danh là chúa nhẫn? Sẵn giới thiệu mọi người luôn, Raul Gonzalez là coi như là một huyền thoại của bóng đá luôn, và anh này là người Tây Ban Nha và thi đấu cho sân Bernabeu của câu lạc bộ Real Madrid suốt 16 năm. Thì ảnh có biệt danh chúa nhẫn là vì những lúc mà anh ghi bàn xong á là anh có một cái hình ảnh ăn mừng như thế này. Ảnh hung vào cái ngón tay đeo nhẫn của ảnh là để nhớ đến người vợ của ảnh. Ở đây là cái uy tín rồi đó. Lala, em có tin vô đáp án của anh Xin Tuấn Kiệt không? Em chọn tin, tại vì em không có biết về bóng đá. Và sự lựa chọn đó là một lựa chọn. Hoàn toàn chính xác. Hôn lên nhẫn khi ghi bàn. Raul được gọi là chúa nhẫn vì sau mỗi bàn thắng anh đều hôn lên chiếc nhẫn cưới với ý dành tặng bàn thắng cho vợ mình. Sự lựa chọn của em đã đem về cho mình một dấu ít. Chúc mừng Lala. Đi tính đi đường nào đây đi? Em sẽ chọn chị Lâm Vĩ Dạ. Chị Lâm Vĩ Dạ. Dạ. Welcome to Mulan. Dental Slim Diet Control là thiết bị hỗ trợ giảm cân do các chuyên gia y tế từ Đại học Otago, New Zealand và các nhà khoa học từ Leeds, Anh phát triển, được hoạt động với cơ chế gắn cái gì vào răng? Đây tủ qua mọc lại. Câu hỏi tủ đè. Không liên quan gì đến bộ trang phục của tôi ngày hôm nay cả. Tại sao vậy? Ôi da. Để giảm cân thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là khóa cái miệng lại. Nhưng khóa cái miệng lại bằng cách nào? Không lẽ là đục cái lỗ ở đây xong rồi cái gắn cái ổ khóa vô nhìn kinh dị quá, đau đớn quá, không thể nào làm như vậy được. Hay là mai mỏ đeo khẩu trang đi chị. Không, đeo khẩu trang vẫn có thể cởi khẩu trang ra ăn được. Cho nên là người ta đã gắn mỗi một cái hàm, hàm trên một cái, hàm dưới một cái, nam châm để nó hít cái răng lại như thế này. Là cắn răng chịu đựng. Đúng rồi. Thôi ngay muốn gỡ thì sao chị? Để không mở ra được. Không mở được. Rồi lúc cần gỡ. Cần gỡ thì đi tới nha sĩ người ta nhạo mở ra. Rồi cột vậy. Người ta lấy đường người ta nại ra. Chị ơi mình không ăn nhưng mà mình phải có uống nước chứ chị. Nói chung là nó vẫn có cái đường, có cái ống riêng cho uống kẻ nước. Răng, nước vô kẻ răng. Nước vô kẻ răng. Em chốt đáp án là cái phương pháp người ta đưa ra đó là sử dụng nam châm. Đáp án của chị Lâm Vĩ Dạ là nam châm. Em có tin hay không? Dạ, chắc em không tin ạ. Em không tin.
Thì rắn nó bắt nó chấm bút thì ghế qua đi, em sờ quá à. Lựa chọn của Đi Trần là Không Tin Vào, Mộc Lan, Lâm Vĩ Dạ là một sự lựa chọn. Hoàn toàn không chính xác. Nó là sự thật. Gắn nằm chầm. Với tên gọi Dental Slim Diet Control, thiết bị này sẽ được nha sĩ lắp nam châm và chốt khóa vào răng hàm trên và dưới. Khi hoạt động, chiếc khóa này sẽ hút chặt hai hàm răng lại, khiến nó chỉ hé được kẽ hở tối đa là 2mm, đủ để hít thở hay nói chuyện. Với sự lựa chọn của Đi Trần là Không Tin Vào Đáp Án của Lâm Vĩ Dạ, vô tình đã đem về cho La La một dấu ít à. Đúng ra là Đi Trần chơi hay nha, cái dấu ít này không có tác dụng gì với La La luôn á. Em chọn cô giáo Khánh ạ. Câu hỏi của Duy Khánh như sau. Vào ngày 19 tháng 4, cảnh sát New Zealand đã bắt một người đàn ông đột nhập vào khu vực của tê giác của vườn thú Auckland với mục đích gì? Mình lùi lại 4 tháng là ngày 24 tháng 12 là ngày Noel Giáng sinh ở bên đó. Ông muốn ông trở thành ông già Noel mà bây giờ không có tuần lộc phải làm sao đây. Thế là ông bèn nghĩ ra một cái cách là ông sẽ đi vô cái trung tâm đó. Thì xong rồi thấy một cái con linh dương. Ông nhìn con linh dương, ông nghĩ là con tuần lộc. Ông bắt con linh dương lại, ông trang điểm cho nó, ông trang điểm cái sừng cho nó. Xong muốn cho sừng vô ông cột, ông rị. Cái ông cười mà con linh dương cái sức nó yếu nghe không, nó không đủ để mà tha ông đi khắp nơi. Buồn quá, giờ phải sao ta. Cái ông đi lẫn thẩn thật. Ý, ông thấy từ xa có con tê giác anh. Con tê giác mà dù nó chỉ có một cái sừng thôi, nhưng nó rất khỏe, rất là bản lĩnh và rất là dẻo dai. Nên ông quyết định là ông sẽ cột xe giao sừng. Cái ông nói thôi làm gì ác. Ông móc cái điện thoại ra, ông rất là mê sừng mà. Ông cầm cái điện thoại, ông chụp cái sừng của con tê giác. Và ông đột nhập vô đó để chụp hình cái sừng của con tê giác. Đúng. Đó là đáp án của Duy Khánh, em có tin hay không? Dạ em chốt không tin ạ. Vì sao? Tại thấy anh dẫn dắt một hồi đó, tùm lum quá, em không nhớ được câu hỏi là gì luôn. La La không tin nhiều Duy Khánh là một sự lựa chọn. Hoàn toàn quá chính xác. Thực ra người đàn ông nó đột nhập vào khu vườn đó là để tắm. Tắm gì vậy hả? Tắm. Video do khách tham quan quay cho thấy người đàn ông đứng dưới hồ nước sâu với thắt lưng bên trong là chuồng tê giác, thản nhiên dầm mình trong nước và rửa mặt. Những con tê giác bị kẻ đột nhập làm cho giật mình, phát ngôn viên sở thú cho hay. Với sự lựa chọn của La La, để đem về cho La La một dấu ít. Em sẽ chọn Miss Thi ạ. Miss Thi. Một người đàn ông Australia đã nhặt được hòn đá trị giá hơn 160.000 đô tại khu vực Tam Giác Vàng của bang Victoria. Bên trong hòn đá này có gì đặc biệt? Em nghĩ là một cái loại kim loại mà nó sẽ phải rất 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 là mắc. Thì thường ở trong cục đá có mấy cái kim loại người ta đi đào là đào vàng, đào bạc. Bạc thì chắc là loại đi. Vàng nhưng mà cục vàng bự như vậy. Không, vậy là phải trên kim cương chứ. Kim cương đi anh ơi. Kim cương. Kim cương em cũng nghĩ là một cái cục ở trong đó kim cương đen đi. Kim cương đen cho nó giá trị. Được, kim cương đen. Kim cương đen, black diamond. Kim cương đen là còn thật anh. Khó biết chứ. Ai đâu biết. Em ơi, trên trong đường đen nó còn có mà uống gì kim cương đen. Anh ơi, nói câu đó là mất lòng tin của bạn quá. Đi Trần, em có tin hay không? Em sẽ chọn Team Miss Thi. Được. Team Miss Thi. Đó là một lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Cái gì mà mắc hơn nữa ta? Một người đàn ông Australia đã nhặt được hòn đá chứa 2,6 kg vàng trị giá hơn 160.000 đô tại khu vực Tam Giác Vàng của bang Victoria. Và lựa chọn của Đi Trần vô tình đã đem tới một cơ hội dứt điểm cho La La. Cố lên chị Thi ơi. Vâng ạ. Câu hỏi với Thi như sau. Cầu ông cọp ở Phú Yên được làm chủ yếu bằng vật liệu gì? Cầu thì chắc là mình xây bằng chất liệu bình thường thôi, là gỗ hay là xi măng? Xi măng, bê tông, bê tông, bê tông, cốt thép. Nhưng mà cái cầu này nếu mà xây bằng xi măng thì bình thường cầu này chả xây đúng bằng rồi. Xi măng. Ở miền Tây có cây cầu dừa nha. Đúng. Cây
cầu dừa, cầu khỉ đồ đó. Cái này không phải miền Tây. Nhưng mà cầu dừa, cầu khỉ cũng làm bằng nguyên liệu là gỗ thôi chị, chứ đâu có làm bằng dừa hay khỉ đâu. Nhưng mà gỗ á, mà gỗ mà bắt được một cây cầu nó dài, thiệt là dài thì cũng là một một chính công trình nha. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cầu gỗ nó ngắn ngắn thôi, làm bằng gỗ á. Em chốt bằng gỗ á. Tuyệt vời. Em có tin hay không? Tin. Tin. Tin chị Hi. Đó là một sự lựa chọn. Hoàn toàn chính xác. Yeah. Đó là gỗ. Cầu gỗ ong cọp dài khoảng 800m, rộng 1,5m, nơi rộng nhất là 1,8m và trụ cao từ 8-10m. Không chỉ kết nối giao thông tạo thuận lợi đi lại cho người dân, cầu gỗ ong cọp còn là điểm tham quan check-in của du khách đến Phú Yên. Sự lựa chọn này đồng nghĩa với việc là La La đã chiến thắng ở vòng đầu tiên. Chúc mừng em. Dạ. Anh sẽ gặp em ở vòng 4. Dạ dạ. Không sao, mình có một vòng nữa, không gì hết. Lát nữa anh sẽ gặp em ở vòng 3. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và bây giờ chúng ta hãy tiến tới vòng 2 của chương trình Chọn Ai Đây. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng nhau chào đón hai vị khách mời tiếp theo. Đó chính là Văn và Đinh Tùng Huy. Xin mời. Các bạn gặp nhau đúng không? Dạ vâng. Giờ bây giờ phải giới thiệu con với lại mấy cô chú ở đây đi. Xin chào mọi người, chào khán giả và chào chú Hứa Minh Đạt. Con là Văn. Văn là nghệ danh của con đúng không? Thật ra con tên là Vân Anh đúng không? Dạ vâng ạ. Chú đã từng song ca với con rồi. Dạ vâng. Hai chú cháu mình có thể thể hiện được ca khúc đó chứ hả? Tuyệt vời. Kính thưa quý vị khán giả, bài hát được mang tên Mặt Mộc. Không cần mang giày cao gót, không cần phấn son cầu kỳ, mà khiến anh ngẩn ngơ em đêm ngày. Bên cạnh em bình yên quá, anh chỉ muốn say mãi trong làn tóc thơm dịu dàng. Hay là anh gặp ba má, xin được rước em về nhà, để giữ em của riêng anh cả đời. Đợi chờ anh đã lâu, biết không em muốn bên người. Yo. Chẳng tìm đâu ra một người như thế, môi cười xinh như hoa đang yêu thế ta. Cứ em đêm thương nhau qua bao nắng mưa. Yo. Một đời nâng niu, một đời đưa đón, khi bình minh ôm em ngủ say trong lòng, đến khi già nua vẫn say đắm anh thôi. Hai chú cháu tôi hát lại mà hơi chịch choạc khúc khỉu. Nguyên một cái dàn bè lý lắc của chúng tôi ở đây. Quá trời luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi giờ mình con hát đứng mình hát đi. Em hát lại nguyên một bài đi mình em đi. Không, bài khác đi em. Bài khác, bài khác, bài khác đi. Giờ con hát bài gì mới mới nè. Có thể mọi người nghe hơi quen trên TikTok. Tôi biết nè, tôi biết nè. Môi này không đi chứ đừng lặng im. Rồi vậy thì mình góp giọng cùng giúp đúng em rồi, nha. Góp giọng đi. Tay này hôn đi xin đừng lặng im. Môi này hôn đi chứ đừng lặng im. Vì thương là thương mà ghét là ghét, chứ sao anh cứ im như vậy. Anh chẳng thể nói một câu, em sẽ ở đó và không phải lo âu. Em thương anh nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời. Nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời. Bé hát mình cái hay liền luôn á. Bé ơi, anh có sử dụng bài của em để anh quay cái trend TikTok đó nha. Em lát có gì chọn anh nha. Vậy cũng có gài đó vậy. Cảm ơn con rất là nhiều. Phần giới thiệu và giọng hát là trong trẻo. Và đây là người bạn của con. À, mình lại gặp nhau. Dạ, em chào anh ạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị trên chung cư, cũng như là anh Hướng Minh Đạt cùng toàn thể quý khán giả.
Em là Đinh Tùng Huy, em đến từ Thái Bình ạ. Thì ca sĩ thì mình phải làm diễn kịch đi. Diễn tiểu phẩm coi chừng. Thôi hát đi. Hát đi. Em xin hát một ca khúc mà trong thời gian vừa qua em được rất là nhiều quý khán giả yêu mến. Ca khúc được mang tên Ai Chung Tình Được Mãi. Đỉnh nè. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lớn, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian dịu dịu mập mơ, nắm chưa xong đã vội đổ vỡ. Hay quá. Hay quá. Nói chuyện dí 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 không nghe ha. Mà hát cái nó dằn 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 luôn. Còn bài nào hot nữa không nha Quy ơi? Sao giống mà chứ đâu mấy chú ở dưới tỉnh mà yêu nào kéo. Dạ con còn một bài nữa chú Lâm. Một ca khúc mà do chính con sáng tác. Ca khúc được mang tên Người Lạ Thoáng Qua. Bài hit không? Toàn bài hit không? Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi. Buồn đau anh khóc anh than với trời. Thương thật lòng, sao anh nhận lại bằng không? Nhành hoa thay lá như em thay lòng. Sao tim anh không ngừng nhớ mong? Đến bao giờ mới quên được người tình yêu? Trời ơi, hay quá, tưởng ở trong phòng trà không á, sao mà hay vậy? Hát chữ nhớ đúng nhớ luôn á, đâu hát chữ nhớ rồi, nhớ nhớ lại đây. Nhành hoa thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mà. Nhớ không? Ừ. Nhớ, 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 nhớ. Lâu Lâm luyến thử coi. Về đi về vợ liền, nhớ vợ quá. Nhớ thử Lâm. Cái vậy cái gì vậy? Lâu đầu chương trình mà. Lâm nhớ luyến thử giống ta coi. Nhành hoa thay lá như em thay lòng. Đồ quá đi. Sao tim em vẫn hoài nhớ mong. Chưa có nhớ quá mà chưa nhớ Lâm. Lâm ơi, nhớ em. Ca phụ anh. Nhành hoa thay lá như em thay lòng. Có thúc hay luôn không? Hay luôn. Hay luôn. Thầy phải ca sĩ đi luôn giùm em. Sao? Sao? Sao tim em vẫn hoài nhớ mong. Hay luôn nha. Sao tim em vẫn hoài nhớ mong. Hay luôn nha. Hay luôn nha. Triệt triệt. Hay bu cao luôn nha. Thôi thôi lỡ em lỡ miệng thôi làm dữ à. Em còn bài gì hít nữa không? Dạ còn ạ. Mời em, mời em. Hát hát đi. Thôi thôi. Ủa sao mà bài nào của bạn này cũng hít được vậy? Ừ hít đi. Bài nữa luôn. Vô. Em ơi anh muốn đi cùng em. Đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Nơi yên bình nhất, nơi anh muốn. Tất cả là sự thật. Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không? Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy. Anh thì vã nhưng em lại phá cùng bằng không. Em ơi anh lạnh lắm, anh sợ lắm khi đông lạnh về. Giả vờ như em thương anh có được không? Hay quá luôn. Thôi chúng ta hãy quay lại chung cư chọn ai đây đi à. Đúng rồi. Ai là người thi đấu trước? Chú Nhường con đi trước. Chú Nhường con là người thi đấu trước. Con chọn ai? Con chọn chú Lê Dương Bảo Lâm ạ. Con cảm chọn con. Chú Lê Dương Bảo Lâm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và bây giờ vòng 2 của chương trình chọn ở đây xin phép bắt đầu. Câu hỏi của chú Lê Dương Bảo Lâm. Một người đàn ông ở thành phố Portsmouth của anh đã xăm hình vợ mình trông như thế nào để trả thù cho kiểu tóc mà cô đã cắt cho anh ta? À, thì hai vợ chồng con nhau thì thường thường ngủ là lấy cái tông đơ đồ này nọ đó. Một khi mà anh đang ngủ anh ngái khò 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 thì cô ta mới quay video. Cô ta cũng là một cái nhà sáng tạo nội dung của mình. Video clip cô ta quay cái này quay cái kia mà cái kênh cứ bị sập flop hoài. 2 năm trời mà muốn follow thôi. Cho nên chị quyết định là phải chơi lớn một chiếc để gọi là kéo follow về. Ông chồng đang ngủ thì chỉ lấy cái tông đơ. Thường thường cái tông đơ bén thì đi một cái là nó ngọt. Còn tông đơ bị lục chị ơi, nó bị xét chị ơi mà nó chưa có rơi dầu. Trời ơi. Vừa đẩy cái ẹt ẹt mà cái máy nó dập 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 dập
phút thôi hả? Mấy triệu? Mấy chục triệu view. Thì mà nãy giờ mình liên quan tới cái đầu thì bây giờ mình sẽ chơi cái đầu trọng cho bà. Ok không? Xăm đầu trọng cho bà. Đã thấu đầu ba giá đi anh. Nhưng mà xăm xong thấy cái mặt nó bị kỳ của đàn bà, xăm ba giá thì nó kỳ lắm. Chứ ba cục vô là sinh lão bệnh vô chứ bệnh. Vợ mình cũng là vợ mình. Cái mà lỡ xăm màu đen rồi, cái bây giờ biết làm sao giờ? Quất cho bà cái đầu trọng. Đầu trọng. Là quyết định là xăm đầu trọng để mà trôn giả đầu. Đúng. Đáp án của anh Lê Vũ Lâm đó là xăm mình vợ. Cào trọng. Nhưng mà từ nãy giờ chú nói gì á, con không hiểu. Con có tin với đáp án của chú Lê Dương Bảo Lâm không? Dạ tin ạ. Con không hiểu nhưng mà con vẫn tin ạ. Vâng. Ôi giời. Lựa chọn của Vân Anh là tin vào đáp án của chú Lê Dương Bảo Lâm là một sự lựa chọn. Không chính xác. Tâm hình vợ ổng ngủ há miệng. James Mark Pro 40 tuổi và Kelly 37 tuổi hay trêu đùa nhau. Gần đây Kelly cắt tóc cho chồng theo kiểu mà James Micro cho là ngu ngốc. Để trả thù vợ, người đàn ông đã xăm hình cô há miệng ngủ trên đùi. Và với sự lựa chọn của Van đã đem về cho Đinh Tùng Huy một dấu o. Huy, anh Nguyễn Anh Tú ạ. Anh Nguyễn Anh Tú. Năm 2005, trong khi khai quật một ngôi mộ gần thành phố Thief, Hy Lạp, các nhà khoa học tìm thấy một xác ướp có bộ phận cơ thể giả nào? Nhắc tới cái đồ giả thì chúng ta thời hiện tại nhắc tới cái gì? Răng giả. Cái mũi. Ví dụ anh Dương Lâm anh sửa gì? Ví dụ là sụn lỗ mũi nè. Răng giả. Răng giả. Ngực giả. Ngực giả. Hồi xưa thì là cái chân giả. Chân giả hoặc tay giả. Có thể. Nếu mà chân giả tay giả nó quá bình thường đi, có nghĩa là người ta phát hiện này rất là chấn động. Đó là một cái mũi giả. Mà cái mũi giả này không phải làm bằng silicon như cái thời hiện đại của tụi mình. Xi măng. Không phải là bằng xi măng. Trời ơi, sao thở. Làm bằng một cái nguyên liệu mà nó rất là bền, dán theo thời gian. Cái đó là bằng gỗ. Mũi gỗ. Giống như trong câu chuyện cậu bé Dinocchio. Là cái sóng mũi. Sóng mũi bằng gỗ. Cái cây đó 1000 năm. Không, anh coi rồi. Xong người ta cưa ra. Cưa ra xong người ta ép, xong người ta mới mài cái dáng mũi đó, người ta mới đi sửa cái mũi đó. Tại vì cái người đó, người ta bị một cái vấn đề về cái khoang mũi á, nên người ta phải dùng cái biện pháp đó để chống đỡ cái mũi chốt. Đó là phát hiện ra một cái mũi giả. Đinh Tùng Huy, em có tin vào đáp án của Nguyễn Anh Tú hay không? Dạ em không tin. Không tin? Tại sao vậy? Em nghĩ nếu mà một cái mũi giả theo năm tháng bằng gỗ thì nó vẫn bị mục, dù là gỗ gì. Và sự lựa chọn đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Đáp án đó chính là ngón chân cái. Năm 2005, trong khi khai quật mộ gần thành phố Thiếp, Hy Lạp, các nhà khoa học tìm thấy một ngón chân giả rất to gắn vào chân một xác ướp. Cho đến nay, người ta vẫn coi đó là bộ phận cơ thể giả đầu tiên trên thế giới. Đó là một sự lựa chọn đem về cho em một dấu o nữa. Chúc mừng. Văn ơi, con bắt buộc phải chọn anh Duy Khánh á. Con bắt buộc phải chọn. Bé đâu có tự nguyện, kiểu không có mến mộ em hả? Cái tư duy ngược của em làm cho người ta bị dội á. Ok, dạ cho em xin câu hỏi nhé. Câu hỏi của em như sau. Vào năm 1991, NASA đã thực hiện thí nghiệm theo dõi ảnh hưởng của môi trường không trọng lực đến các sinh vật sống bằng cách đem 2487 sinh vật nào lên không gian. Thì là vũ trụ, thì trong hệ ngân hà thì là có mặt trăng. Mà mặt trăng theo người ta nói là ở trên đó có sự sống, mà có sống là có nước, đúng không ạ? Tôi nghĩ đó là nước. Anh Nam Cường á, bởi vì anh Nam Cường có bài bay giữa ngân hà. Đúng rồi. Có thể ảnh là người lên trên đó. Không, mình đang hỏi con gì? Con thỏ chị Hằng. Con người. Thỏ chị Hằng. Con thỏ là vốn dĩ đã được ở trên đó rồi. Bé là sinh ra cố định ở đó. Còn cái con mà được một NASA mang vào vũ trụ á là con cá. Tại vì ở trên đó có nước nè. Có nghĩa là người ta mang cá để con nước có sống được hay không? Nếu con cá sống được thì con người lên trên đó mới có nước mà uống. Em thấy không hợp lý đâu. Sao vậy? Chứ em thấy tại vì đúng. Lúc mà anh bê nó lên trên đó, nó là môi trường không trọng lực đó, là sẽ làm cho nước nó tùm lum tùm la hết. Nó là nó bé. Sẽ bơi theo nước hả? Chị dạ mới vừa đưa một thông tin cực kỳ đúng. Có nghĩa là khi mà con cá nó bơi lên thì nước nó cũng bơi lên mà. Đúng rồi. Thì những con cá rất thông minh nha. Những con cá nó len lỏi vào những dòng nước đó và nó tồn tại, nó ký sinh ở trong những dòng nước đó. Ký sinh. Cá em biết em nói chứ gì không vậy? Nó sống trong nước. Nó sống ở trong những dòng nước đó. Và khi cái tàu vũ trụ của anh Apollo á, cái đường cá nha, là nước phóng ra sổ ra, con cá bơi ngụp lặn ở đó. Dạ, em chúc là con cá.
Con có tin vào đáp án của anh Duy Khánh không? Đó là con cá. Con không tin ạ. Con không tin. Đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Họ đã đem 2487 con sứa. Cũng là dưới nước luôn. 2487 con sứa đã được gói trong túi nước biển và phóng vào không gian trên tàu con thoi Columbia. Sau hơn nửa tháng bay quanh trái đất, 2487 con sứa biển đã sinh sản lên đến hơn 60.000 con. Tuy nhiên, tất cả những con sứa được sinh ra trong không gian đều trở thành sứa khờ. Khi được mang về trái đất, chúng bơi nhưng đầu cắm xuống đất, di chuyển loạn choạng như kẻ sai lộ. Không, do nó không quen trọng lực. Cái sự lựa chọn của Vanh đã đem về cho con một dấu ít đầu tiên. Chúc mừng. Đến Tùng Huy. Em xin chọn chị Lâm Vị Dạ. Wow, liệu đây có phải là câu hỏi dính dáng tới Mộc Lan hay không? Ở tỉnh Cao Bằng có một loại bánh đặc sản được làm từ trứng của loài côn trùng nào? Theo tôi được biết là vùng Cao Bằng là rừng núi khá nhiều, có rất là nhiều cây và ở trên cây thì có rất là nhiều kiến. Và kiến ở Cao Bằng thì khá là to. Kiến nó bằng con gì? Kiến hả? Nó bằng con gì? Kiến ở đó là nó bằng con cào cào. To dữ lắm. Dạ. Cho nên là cái trứng kiến nó cũng bự như cái trứng cút. Bự như cái trứng cút mình vậy đó. Chị nói con kiến bằng con chim đi, sao mới đẻ ra cái trứng cút nó hợp lý hơn. Con kiến bằng con chim. Bằng con chim. Thì ở Cao Bằng con kiến ở trên đó nó bằng con chim cút. Cho nên là cái trứng kiến nó bằng như cái trứng cút vậy đó. Ta đi rừng đó, người ta thấy lạ quá, người ta ăn thử, người ta thấy cái trứng này ngon quá và cảm thấy có nhiều chất dinh dưỡng trong đó, đem về làm bánh ăn luôn. Và mỗi lần đi rừng thì người ta hay ăn bánh trứng kiến. Đó là đặc sản các bạn. Đặc sản. Em có tin như đáp án của chị Lâm Vy Dạ không? Em tin chị Dạ. Thì em có ăn trứng kiến rồi. Lựa chọn của Đinh Tùng Huy là tin vào Lâm Vy Dạ. Và đó là một lựa chọn. Chính xác. Wow. Món bánh này được làm từ trứng kiến, bột gạo với vỏ bánh là lá vả và chỉ xuất hiện nhiều vào tháng 3 đến tháng 5 âm lịch. Trứng kiến sau khi thu hoạch sẽ được rửa sạch, mang đi xào lăn rồi đem rắc lên phần lớp bột được cán mỏng trên lá vả và mang đi hấp. Lựa chọn của Đinh Tùng Huy đã đem về cho em một cái o. Chúc mừng. Chà, áp lực con ha. Vậy bây giờ con phải chặn tới hai đường lận. Dạ, con chọn chị Miss Thi ạ. Tại lễ trao giải Oscar năm 2013, nữ diễn viên Jennifer Lawrence đã gặp sự cố đáng quên gì? Jennifer Lawrence đó là được mời lên để nhận giải. Thì chị mới, lúc mà chị lên chị cầm cái cúp thì chị phát biểu thì chị có bị gọi là bối rối quá thì chị có làm rớt cái cúp mà chị chụp lại. Mà cái lúc mà chị chụp lại như vậy là chị bị té ra. Thì có rất là nhiều cái đợt đó là người ta trao cho cái bức ảnh mà chị bị té ra đó là cái bức ảnh bị té đẹp nhất luôn á. Em biết cái bức ảnh đó đúng không? Nhìn cái gương mặt của em đó vậy là biết rồi. Cái bức ảnh đó là cái bức ảnh mà rất là đẹp luôn, té mà chị còn đỡ cái tại vì cái mặt cái váy đó rất là đẹp. Nên là cái sự cố đó là sự cố bị té, bị dấp ngã. Con có tin như đáp án của chị Messi không? Con nghĩ là có thật bởi vì con cũng xem được bức ảnh đấy rồi. Lựa chọn của con là dạ, con tin. Tin ạ. Lựa chọn của Vanh là tin vào đáp án của Miss Thi. Đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Hay quá. Theo Marie Claire, thủ phạm gây nên cú ngã chính là chiếc váy mà Lauren diện lần đó. Và lựa chọn của Vanh đã đem về cho con một dấu ít. Chúc mừng con. Đinh Tùng Huy. Em xin phép được chọn anh Chí Thiện ạ. Loại bánh pizza Pikaya độc đáo đã thu hút nhiều khách du lịch trên thế giới vì được nướng bằng nhiên liệu đặc biệt gì? Thì hai cái chỗ này thì anh có biết rằng là hình như cái nơi này là có nhiều núi lửa. Chắc chắn nó sẽ liên quan gì tới cái núi lửa đó.
và Thiện cũng đã đọc cái pizza đó được nướng hình như nó bằng đá của núi lửa hoặc là dung nham gì đó. Dạ đá hay dung nham? Đá thì bình thường quá. Đá bình thường quá. Dung nham mà lấy được cái dung nham nó mới khó. Dung nham. Dung nham cho nó nóng. Cho nó nóng nó. Ý là lấy được cái dung nham đem về để đó. Nướng thì khó. Đúng rồi. Và Thiện quyết định rằng là nướng bằng dung nham núi lửa. Đinh Trường Huy, em có tin vô đáp án của anh Chí Thiện không? Dạ không. Không. Vì sao? Tại vì em nghĩ dung nham của núi lửa đâu phải mình muốn lấy đâu anh. Lựa chọn của Đinh Trường Huy là không tin vào đáp án của anh Chí Thiện. Lựa chọn đó là một lựa chọn. Hoàn toàn không chính xác. Đó chính là dung nham. Loại bánh pizza độc đáo này có tên là pizza picaya. Anh Garcia chia sẻ nhiều người cũng đã tìm đến tận hưởng trải nghiệm có 102 tham quan núi lửa và ăn bánh pizza. Và lựa chọn của Đinh Tùng Huy đã đem về cho Van một dấu ít. Rồi dứt điểm em ơi. Thế mạnh bây giờ thuộc về con Vân Anh à? Dạ con chọn chú Gin ạ. Con chọn chú Gin Tuấn Kiệt. Chú ơi cháu nó chọn kìa chú. Vâng ạ. Vào tháng 4 năm 1905, viên kim cương lớn nhất thế giới Cullinan với khối lượng 3106 carat đã được vận chuyển an toàn từ châu Phi sang Anh bằng cách nào? Đầu tiên á, là mình phải phân tích về cái địa lý của hai cái vị trí rồi. Trước là châu Phi với lại Anh là hai cái nơi châu. Cách xa nhau rất là xa đúng không? Thời điểm mà năm 1905 tức là cách đây rất là lâu rồi. Chưa có nhiều phương tiện. Đúng rồi, chưa có nhiều phương tiện di chuyển. Là có thể là máy bay, là không phải là máy bay kiểu như bây giờ nữa. Máy bay cánh quạt. Rồi có phương tiện thứ hai là phương tiện là tàu bè. Nhưng mà cái cách nào để ngụy trang trong những cái phương tiện đó mới là quan trọng. Theo như Jin nghĩ nha, đó là gửi theo đường bưu điện. Tại để cho một cái phong bì bao thư trên bưu điện như vậy sẽ không ai để ý gì hết, tưởng là một món quà bình thường, một gói hàng bình thường. Nhưng mà cái người mà gửi cũng gan lắm á hả? Thì đó em nói gan lắm, dám ship đi á. Mấy cara. Mất một cái là đâu có đền. Cái đó cái người đó phải cỡ đâu. Tâm lý ngược như Duy Khánh mới làm được chuyện đó. Chính xác. Cho nên là nghĩa là ai cũng nghĩ là cái gì đó cao siêu lắm mới bảo vệ được cái viên kim cương đúng không? Nhưng mà cái nơi đơn giản nhất lại là cái nơi an toàn nhất, đó chính là đường bưu điện. Vâng. Con có tin vô đáp án của anh Jin Tấn Kiệt không? Ba tin ạ. Tin, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Và đó là một sự lựa chọn. Hoàn toàn chính xác. Đó chính là gửi qua đường bưu điện. Một nhóm thám tử ở London đã được cử lên một chiếc thuyền hơi nước và lan truyền tin đồn rằng viên kim cương này đang được giữ một cách trang trọng trong két sắt của thuyền trưởng chở trên đó để đánh lạc hướng mọi người. Và viên kim cương Cullinan Diamond lại được giao cho dịch vụ bưu điện và được vận chuyển đến London trong một chiếc hộp đơn giản. Đó là đáp án của chương trình. Và sự lựa chọn này đồng nghĩa đã đem về một chiến thắng cho Vành. Chúc mừng con. Đức Tùng Huy, không sao. Anh em mình sẽ gặp nhau ngay tại đây liền ở vòng 3. Kính thưa quý vị khán giả, và bây giờ chúng ta hãy đến với vòng 3 của chương trình. Chọn ai đây? Cảm ơn quý vị khán giả thân mến đã đến với vòng 3 của chương trình Chọn Ai Đây. Chúng ta gặp lại hai gương mặt quen thuộc, đó là Đi Trần và Đinh Tùng Huy. Dạ. Hai người hãy thảo luận ai là người thi đấu trước. Xỉm xàm đi cho nó công bằng. 2, 3. Người chiến thắng quyết định. Em đi chưa? Đinh Tùng Huy chọn ai? Chọn chị Khánh Vân ạ. Tuyệt vời. Chọn chị Khánh Vân. Tuyệt vời. Và bây giờ vòng 3 của chương trình Chọn Ai Đây xin phép bắt đầu. Hey. Hey.
hey. Để khiến người dân cảm thấy vui vẻ hơn khi dừng đèn đỏ, chính quyền Akureyri Island đã lắp đặt những hình gì bên trong các cột đèn giao thông? Khi mà mình đi trên đường á, mình chạy xe. Không, anh đứng ở dưới anh mỏi cổ quá cho nên thôi anh nhìn anh để em nói. Dạ, mình lái xe, mình chạy xe đó anh. Mình hay nhìn đèn đỏ, đèn cái cột đèn tín hiệu giao thông để mình biết khi nào mà mình đi, mình dừng lại. Những cái người đó họ tạo nên những cái hình đó chính là hình trái tim. À, tới đây thì hình như có nhớ nè. Ba trái tim luôn hả? Dạ đúng rồi, những cái hình trái tim. Bởi vì sao? Khi mà mình dừng, mình đi trên đường thì mình nghĩ về những cái gì nó yêu thương, nghĩ đến người thân của mình, nghĩ thì mình sẽ cố gắng mình chạy xe tỉnh táo, an toàn và cẩn thận. Đáp án em là hình trái tim. Dạ, hình trái tim. Đinh Tùng Huy, em có tin vô đáp án của Hoa hậu Khánh Vân không? Dạ, em tin. Và lựa chọn của Đinh Tùng Huy là tin về đáp án Khánh Vân, đó là hình trái tim. Và lựa chọn đó là một lựa chọn. Hoàn toàn chính xác. Đáp án đó chính là hình trái tim. Họ lắp đặt những hình trái tim đỏ bên trong các cột đèn giao thông thay cho hình tròn như bình thường để nhắc nhở người dân điều gì thực sự quan trọng và cho mọi người lý do để mỉm cười khi qua đường và chờ đèn đỏ. Hay quá. Sự lựa chọn của em đã đem về cho em một dấu o. Yeah. Dĩ Trần, em sẽ chọn một người xinh không kém, đó là chị Puka. Xinh Puka. Cảm ơn em. Câu hỏi của Puka. Dạ. Nhà hát nghệ thuật ở Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang có kiến trúc đặc biệt khi mô phỏng hình dáng của dụng cụ đánh cá gì? Em hỏi anh hôm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi dân câu à ha? Anh đi dân câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào. Không có cướp thoại bạn gì. Rồi thành giò mang cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Làm cá giùm em đi. Rồi đêm dân câu xong nước lên phải quay về màu. Thì qua cái đoạn hát đó là chúng ta sẽ thấy có những cái dụng cụ đánh bắt cá đó là cần câu. Cần câu, xuồng ghe, cái xuồng, cây sào. Nhưng mà bây giờ làm cái nhà hát mà thành cái hình cái cần câu thì nó bị khó hẹp quá. Nó bị hẹp lưỡi. Đúng. Cho nên bây giờ mình bài hát đi. Chiều nay em đi câu cá và mang ga theo bắt cua. Cái rá, cái rá. Cái rá là cái gỗ vậy á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà không được, cái thiết kế này mưa nó nhiễu xuống. Đúng rồi, tự nhiên cái vô coi ở trong một cái vòng tròn, cái sọc dưa cũng đúng kỳ rồi. Ha. Mà ở đó thì ở cái vùng biển, cho nên là chị nghĩ là ở đó thì có cái đó đó. Là cái gì chị? Là cái đó đó. Là cái gì chị? Cái đó đó. Là cái đó đó, biết không? Biết cái đó không? Không. Cái đó, biết không? Em biết cái đó không? Không, chưa gặp cái đó bao giờ. Khánh Vân biết cái đó không? Em biết cái đó là nó tên là cái đó đó đó. Ê khùng nha, khùng nha. Mệt nhá. Thật sự đáp án đúng không? Hay chị đang dắt nguyên tất cả mọi người? Dạ, đáp án cuối cùng của em là cái đó đó. Ờ, đáp án cuối cùng là cái đó. Em có tin cái đó. Em tin chị Puka. Trời em tin chị cũng tin rồi. Cái đó mà cũng tin. Cái đó là cái gì chị? Là cái đó đó. Đi Trần nó là tin vào đáp án của chị Puka là cái đó. Đó là sự lựa chọn. Chính xác thì đó. Thì đó. 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 Thì đó. Đó là cái đó để bắt cá. Chữ đó là cái tên của nhà hát luôn nha. Nhà hát đó là công trình văn hóa du lịch tiêu biểu, là mô hình phát triển kinh tế du lịch dựa trên các giá trị văn hóa mang lại những khác biệt và độc đáo cho điểm đến du lịch Nha Trang, Khánh Hòa. Nhà hát đó nè. Có chữ đó nè. Đẹp lắm, buổi tối lên đèn em thấy hình chụp đẹp lắm. Vậy với lựa chọn của Đi Trần đã đem về cho em một dấu ít. Chúc mừng. Đinh Tùng Huy. Dạ, em chọn anh Duy Khánh ạ. Anh Duy Khánh. Tại giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á năm 2023, Liên đoàn bóng chuyền châu Á AVC đã yêu cầu các thành viên tổ trọng tài phải làm điều gì trước trận đấu 45 phút? Trọng tài là các sự tập trung của họ cần phải rất là cao độ, không thể nào lơ là một chút nào hết. Nên để tránh rủi ro thì các trọng tài bắt buộc phải đi toilet trước khi làm trọng tài. Để tránh trường hợp dụ đang làm trọng tài đang quan sát, chết rồi đau bụng quá kiểu không. Anh thấy một cái nhịp chết rồi đau bụng là con mắt mình nó díu lại rồi. Đó, nên thí dụ mà lỡ mà xảy ra sơ sót gì đó là phải check va lại, nên là rất là cực.
thì em không biết ý kiến của mọi người ở đây, tại vì em không có coi bóng chuyền. Trời ơi, em nói quá trời mà em nói không có bóng chuyền. Nó bình thường quá anh ạ. À. Nhưng mà bình thường đúng không? Đúng rồi. Ok. Vậy thì bình thường quá. Thì giờ em đổi luôn là các trọng tài sẽ được đo nồng độ cồn trước khi vào trận. Trước khi mà trọng tài mà bắt một cái trận thi đấu nào đó trong tất cả các môn thể thao luôn là nồng độ cồn là chất kích thích. Cái đó là những cái, còn này là mình đang kể một trong những. Em chốt đáp án đo nồng độ cồn. Đo nồng độ cồn đó là đáp án của Duy Khánh. Em có tin hay không? Dạ em không tin ạ. Không tin. Và đó là một sự lựa chọn. Không chính xác. Đó đúng quá trời. Lúc sau anh nói em thấy đúng quá. Đó chính là tổ trọng tài nó sẽ kiểm tra nồng độ cồn. Theo ông Lê Trí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết, điều này là quy định bắt buộc của Liên đoàn Bóng chuyền Châu Á nhằm đảm bảo các trọng tài có đủ sự minh mẫn để đưa ra những quyết định chính xác trong mỗi trận đấu. Và lựa chọn của Đinh Tùng Huy đã đem về cho Đi Trần một dấu ít. Tới em sẽ chọn Nguyễn Anh Tú. Từ năm 2023, nhà ga Cát Phan, Tây Ban Nha bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ đã được cải tạo thành cái gì? Cái năm mà 1993 là cái năm tôi ra đời thì cái nhà ga đó cũng xây luôn. Xây xong á là không vận hành được tại vì thiếu kinh phí, không mua được cái tàu. Thì bởi vậy có một cái đơn vị khác người ta vô, người ta thấy cái tiềm năng, à đây là một cái nơi mà rất có tiềm năng nhưng mà tôi không khai thác giống anh. Tôi không khai thác cái đường tàu nữa, kêu một cái đội sửa chữa vô. Làm gì? Thay đổi hết tất cả mọi thứ. Cái đường nhà ga giống như là một cái view vậy đó, một cái view. Còn tất cả những cái phòng ốc này nọ là người ta sẽ tận dụng để người ta làm phòng cá nhân. Thì cái phòng cá nhân đó, rất nhiều phòng cá nhân như vậy nên người ta đã biến cái nơi đó thành một cái khách sạn. Đi Trần, em có tin vào đáp án của Nguyễn Anh Tú hay không? Dạ em tin. Em tin. Tại vì em thấy cách của anh rất là thuyết phục. Và sự lựa chọn đó là một sự lựa chọn. Hoàn toàn chính xác. Yeah. Đó là cải tạo thành khách sạn. Ga Cát Phan được mở cửa như một trung tâm đường sắt cao cấp vào năm 1928 với sự tham dự của vua Tây Ban Nha và tổng thống Cộng hòa Pháp. Lúc bấy giờ, đến năm 1970, nhà ga đã đóng cửa trong nhiều thập kỷ cho đến khi nó được tập đoàn khách sạn Barceló cải tạo và đón những vị khách đầu tiên vào tháng 1 năm 2023. Với sự lựa chọn này, đã đem về cho Đi Trân thêm một dấu ít nữa. À, hai ba đường đó nha, chặn nè. Em chọn anh Lâm. Anh Lê Dương Bảo Lâm. Một người đàn ông Úc đã có hành động tự vệ hiệu quả nào khi bị một con cá sấu dài 4.5 m tấn công? Câu chuyện là tôi biết là cái ảnh đi vô rừng, cái con cá sấu từ trong bụi rậm nó xuất hiện ra. Cá sấu từ bụi rậm. Xong rồi cái ảnh mới coi trên khoa học gì đó, nếu mà con cá sấu mà mình chạy zắc thì nó chạy không lợi. Mà vô tình ảnh có coi phim Võ Tòng bên mình, mà lúc đó anh Võ Tòng anh có cây thương, mà trong đây ảnh đâu có cây thương đâu. Thì anh biết làm sao bây giờ? Cái anh nhớ cái câu tục ngữ là giật tóc bóc mắt. Giật tóc bất đạt. Giật tóc bóc mắt ta. Ông dòm cá sấu dòm hoài thấy ông có sợi tóc nào hết trơn trời. Là bỏ qua cái bế là giật tóc. Nhưng mà có mắt. Đúng, còn con mắt em ơi. Thế ảnh mới lấy trớn mà dòng nó bự quá mà mình phải lấy trớn. Ảnh chạy là anh dùng hai ngón tay nè, giống như kiếm hiệp ngày xưa đó. Ảnh chạy hết trớn, anh chạy. Chắc là vô hai cái lỗ mũi. Đúng rồi, anh chặt vô hai lỗ mũi chứ ơi. Trời ơi. Cách con mắt mà trúng đi cái lỗ mũi vậy. Đúng rồi luôn. Nhưng mà vừa đâm vô cái trọt cái bà cá sấu bả đào bả thốn nhẹ chứ. Cái nó trời ơi, cái điểm yếu của cá sấu rồi, bây giờ phải chơi nó cái chí mạng thôi. Thấy không? Cái anh mới quay lại, cái anh chơi anh chạy lại anh lực cái chực một cái chực vô hang mắt cá sấu. Nó có vô giọng cổ luôn. Đâm cái trực cái trời ơi, người ta đã cướp mi đôi mắt của tôi rồi. Nước mắt cá sấu không rơi từng giọt. Nước mắt đàn ông ơi. Đó có nghĩa là đâm cái trực vô nước mắt cá sấu chảy ra. Gọi là cái độc nhãn lông, cái con cá sấu đó. Cá sấu đào quá, chờ kỳ vậy. Kể từ đó cá sấu sợ bỏ chạy luôn. Cho nên đáp án cuối cùng là thọc tóc móc mắt. Tấn công con mắt. Tấn công con mắt đúng không? Đến từ Huy em có tin hay không? Em thấy Lâm nói hay mà cuốn quá, em tin. Tuyệt vời. Hay và cuốn quá. Tin, đó là một sự lựa chọn. Hoàn toàn chính xác. Tuyệt vời.
đó là chọc tay vô mắt cá sấu. Người đàn ông 44 tuổi đang đánh cá thì bị con cá sấu tấn công. Con vật to lớn cắn người đàn ông 3 lần, kéo anh xuống nước. Ui. Trong khoảnh khắc đối mặt, anh đã dũng cảm dùng tay chọc thẳng vào mắt cá sấu rồi nhanh chóng lẩn trốn. Anh bơi đến những tảng đá gần đó trước khi đội cứu hộ đến và đưa anh đến nơi an toàn. Gió tầm luôn. Và với lựa chọn này đã đem về cho Đinh Tùng Huy một dấu O. Đi Trần, em sẽ chọn Dinh Tùng Kiệt. Anh Dinh Tùng Kiệt để kết thúc gián đấu. Vào năm 2023, anh Sihat Alam, người Ai Cập, đã được tổ chức kỷ lục Guinness Thế Giới công nhận là người bơi được cự ly xa nhất trong tình trạng phải đeo vật gì trên tay? Đeo cái còng. Cái đó cũng hợp lý á. Đâu có bơi được đâu, đó nó mới làm kỷ lục được. Không lẽ đeo hai cục tạ đeo vô? Đeo cục tạ không hả, cho nó nặng. Tạ nó mới lạ đúng không? Không, em nghĩ là đeo băng gạc đó. Nhưng mà nó nặng quá thì cũng không bơi được. Đúng rồi, nặng nó chìm. Đúng rồi. Hoặc là tự trói tay của mình bằng dây thừng. Trói tay mình bằng dây thừng. Đeo người ta dùng là tự đeo. Đeo cái đeo hả? Nên là khách nghĩ là đeo băng gạc. Thì có gì đâu. Nghĩa là có nghĩa là bị thương rồi, xong bắt đầu quấn cái đó xuống, xong bắt đầu bơi. Thì người ta nói trời ơi, một cái tinh thần quá là cao cả đi. Có nghĩa là không, cái này em nghĩ là nó đeo thì chỉ có những cái nãy giờ mình phân tích là đeo được thôi. Thì em nghĩ là giống như nãy Tú nói là cái còng á cũng có lý. Chị Bu nói hả, là cái còng á cũng có lý á. Cái còng số 8 đeo vô rồi khóa tay mình lại. Cái còng đã bị bơi được. Em có tin vô đáp án của anh Dinh Tức Kiệt không? Hồi này em tin chị Bu Ca, bây giờ em tin Jin. Liên quan gì em? Tại vì mặc đồ giống nhau, cần mặc đồ giống nhau. Đó là một lựa chọn. Chính xác. Thì đúng kiểu nó. Không, câu này là phải cảm ơn chị Bu. Chị Bu là người gợi ý đó. Tự nhiên à, vừa nói cái là thiện đeo cái còng thì dính liền. Để được công nhận thành tích của mình, vận động viên 31 tuổi đã mất 6 tiếng đồng hồ hoàn thành quãng bơi dài 11,6 km tại vùng biển ở Vịnh Ả Rập trong tình trạng bị còng tay và không được phép chạm vào thuyền cứu hộ. Và với lựa chọn này đã đem về một chiến thắng cho Đi Trần. Chúc mừng em. Và với chiến thắng này đã đem về cho em một phần thưởng, đó là 5 triệu của chương trình Chọn Ai Đây. Sao? Em nói cảm nhận khi tới chương trình này thế nào? Đây cũng là lần đầu tiên em được tham gia chương trình Chọn Ai Đây. Và cũng là lần đầu tiên được gặp tất cả các anh chị ở đây. Thì em rất là vui. Và em cũng hy vọng mình sẽ có nhiều cơ hội để được tham dự cũng như là được học hỏi tất cả từ các anh chị nữa. Không sao, không có buồn hết. Đinh Tùng Huy, ngày hôm nay đến chương trình em có được thể hiện khả năng ca hát những ca khúc mới của em nữa. Dạ. Và em đã đem về cho mình một phần thưởng của chương trình, đó là 4 triệu. Cảm ơn hai em đã đến chương trình. Chúc cho sự nghiệp ca sĩ của hai em ngày một thăng tiến hơn, ngày càng có nhiều ca khúc mới đem tới khán giả. Và bây giờ, kính thưa quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy tiến tới vòng 4 của chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị khán giả thân mến, đến với vòng 4 của chương trình Chọn Ai Đây, chúng ta sẽ gặp lại hai gương mặt xuất sắc đã chiến thắng ở vòng 1 và vòng 2, đó là Vanh và Lala Trần. Thảo luận đi, ai là người thi đấu trước? Dạ thảo luận trước rồi ạ. Chị nhường em đi trước. À, Lala Trần nhường cho Vanh. Vanh chọn ai? Con vẫn chọn chú Lê Dương Hỏa Lâm ạ. Và bây giờ vòng 4 của chương trình Chọn Ai Đây xin phép bắt đầu. Thi cưỡi ngựa trong Thế vận hội Olympic Tokyo năm 2020,
Các chú ngựa khi đang thi đấu đã hoảng sợ khi nhìn thấy hình nộm của nhân vật nào trên đường đua? Thì trên đường đua đó thì có những cái len, ví dụ như len số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6. Tổng cộng tất cả số len là 20 len, tượng trưng cho 20 chú ngựa. Và những chú ngựa đó đều có những cái tên riêng. Ví dụ Sakurai, Sakura, Hitimo, Hidimo, Beknaku, Mihara, Michito, Ajinomoto, Bizama, Ajinomoto. Chị làm con ngựa giùm em đi. Em mở rào cho chị chạy giùm em. Cái rào trước nè, cái rào trước nè. Rồi, rồi, cái rào trước ha. Là chị phóng ra hay sao? Đúng rồi. Là chị bị khớp mà. Khớp sao vậy? Không, thôi em làm con ngựa bạch mã. Bạch mã và ngựa. Rồi, rồi. Rồi, khi mà bắt đầu chỉnh 3, 2, 1. Bắt đầu. Mở rào. Mở rào. Rồi. Đúng rồi. Và các chú ngựa chạy cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng. Bỗng nhiên các chú thấy đằng trước và các chú bắt đầu hí lên. Rồi bắt đầu mấy chú bắt đầu chạy vô chuồng lại, chạy toán loạn và núp hết, núp hết. Núp vô luôn. Đúng rồi. Trời ơi, bộ đồ trắng mà chịu khó diễn ghê ha. Chương trình móc màu tú thêm giùm em được không? Từ lúc có con là y chang em luôn á, chà lết quết sải. Ngày xưa đâu có làm vậy đâu. Từ lúc mà có con thấy thay đổi liền. Cái bắt đầu người ta mới tìm hiểu lý do tại sao. Tại sao? Người ta mới quan sát hết tất cả mọi nơi. Ở đây là cây nè, thấy không? Rồi chim hót với bon đồ, không có gì lạ hết. Vậy tại sao lại sợ? Tại sao? Rốt cuộc là có một cái hình nộm. Hình nộm? Của một quán ăn kế bên là của ông đầu bếp, ông đưa cái tay nè. Đưa cái kiếm cho em. Đúng rồi chị, dạ làm. Một tay cầm cái dao, đúng rồi. Một tay cầm cái mâm giùm cho em. Ngựa chạy nè, chạy nè. Thấy. Và đáp án cuối cùng là nhìn thấy hình nộm người đầu bếp. Vâng, có tên cho đáp án của chú Lê Dương Võ Lâm không? Dạ con tin ạ. Tin, đó là một lựa chọn. Hoàn toàn không chính xác. Trời ơi. Đáp án đó chính là võ sĩ sumo. Đúng. Hợp lý quá ha. Tại nội dung thi cưỡi ngựa tại Olympic 2020, một bức tượng võ sĩ sumo có kích thước như người thật đã được đặt ở gần chướng ngại vật thứ 10 trong số 14 chướng ngại vật ở nội dung nhảy ngựa. Với sự lựa chọn này đã đem về cho La La Trần một dấu o. La La, em chọn ai? Dạ em chọn anh Chí Thiện. Câu hỏi của anh Chí Thiện: công ty xe đạp Van Mob Hà Lan đã có biện pháp gì để hạn chế tình trạng xe bị hư hỏng do va đập trong quá trình vận chuyển? Bình thường á là khi để cái đồ của mình á, để người khi mà cái người vận chuyển á không làm hư thì mọi người sẽ làm gì? Bọc kính lại. Xin nhẹ tay các bạn, là làm ơn xin nhẹ tay. Hàng dễ vỡ. Hàng dễ vỡ. Dễ vỡ. Hàng dễ vỡ. Và công ty này đã làm cái chuyện đó luôn nhưng không thành công. Trời ơi. Và sau đó người ta đã nghĩ ra một cách khác. Đó là in hình một cái ly lên luôn. Tại vì khi mà nhìn cái ly đó nó mong manh dễ vỡ thì người ta sẽ không làm. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thành công. Là bỏ cái ly, bỏ tại ly. Vì ai cái ly bự như vậy? Cái xe đạp nó cỡ này nè. Thì cái gì nó sẽ hợp lý với lại cái xe đạp? Tủ lạnh. Tủ lạnh. Nhưng mà ở công ty này đã chọn ra một cái nó còn hợp lý hơn để phù hợp với cái xe đạp. Đó chính là cái tình cái nghĩa. Hình. Đúng rồi, cái tình cái nghĩa của tôi đừng có làm bể. Cái tivi. Cái hình của cái tivi thì sau đó cái việc vận chuyển á nó trôi chảy hơn và chiếc xe đạp tới với khách hàng trọn vẹn hơn. Và đáp án của anh là dán hình cái tivi lên cái thùng của xe đạp. Em có tin vô đáp án của anh Chí Thiện không? Chắc em chọn không tin. Không tin. Và lựa chọn đó là một lựa chọn. Không chính xác. Wow. Sao kỳ vậy ta? Họ in hình TV lên vỏ hộp xe đạp. Chiến dịch này thành công một cách vang dội khi số xe đạp bị hỏng khi bóc hộp của hãng đã giảm từ 70-80%. Đây là tin mừng cho người dùng và cả Van Mod khi không ai tốn thời gian và tiền bạc với những chiếc xe bị hỏng do sự bất cẩn của công ty vận chuyển. Với sự lựa chọn La La này đã đem về cho Van một dấu ít. Vâng, kinh nghiệm của con như thế nào đây?
con chưa thấy anh Tú nói bao giờ nè, con sợ. Trời ơi, trời bé ơi. Nói thấy nó diễn con ngựa nãy không có nói gì đâu. Làm con ngựa đi cái à. Quên luôn. Bé Vanh lựa chọn với anh Tú bởi vì anh Tú không nói gì hết. Câu hỏi của anh Tú như sau: vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, một chú gấu đen nửa đêm đã đập vỡ cửa kính xe ô tô của một người dân ở Oscop, bang British Columbia, Canada để lấy món đồ gì? Thì một ngày nọ, gia đình nhà gấu gồm ba gồm mẹ gấu bắt đầu đi kiếm ăn. Thế là một bầy sói nọ, nó đã lẻn tới và ăn thịt một con gấu con. Trời ơi! Khi mà gấu ba gấu mẹ về đem đồ ăn về, phát hiện mất một đứa con, mới giận quá mới hỏi con gấu con còn lại, hỏi tại sao vậy. Gấu con trả lời: bị đàn sói ăn thịt rồi. Thế là cả gia đình nhà gấu nổi giận lên, tức quá mà kéo qua gia đình của bầy sói để trả thù. Tại sao mày ăn con tao? Đúng vậy. Và thế là tiêu đời nhà gấu. Tiêu đời nhà gấu. Ủa? Đó là con lụm luôn. Xui vậy. Nhưng trong tình tiết đó rất may mắn, vậy gấu mẹ đã thoát được. Trong quá trình đó đói quá, bà gấu mẹ đó bà mới quyết định là bà đi kiếm ăn. Thì bà đi kiếm hoài kiếm không thấy đồ ăn, thì bà mới thấy được một chiếc xe hơi. Trong chiếc xe hơi đó nó có một cái pizza. Cái đồ thức rất là thích của gấu đó là gì ạ? Mật ong. Mật gấu. Chính xác à. Gấu mẹ mới đập cửa kính ra lấy hũ mật ong đó uống. Đáp án cuối cùng của em chốt đó là hũ mật ong. Ủa? Vậy là cái câu chuyện mà gia đình sói đồ chi. Gấu đó bụng nó đập cửa rồi nó ăn mật ong thôi. Dài dòng giống anh đó. Kinh nghiệm của Vanh, còn có tin vô đáp án của anh Tú không? Dạ con không tin nữa. Con thấy nếu như mà là mật ong thì nó dễ đoán quá. Và lựa chọn đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Đập cửa kính xe lấy mật ong thì thường. Đập cửa kính xe lấy lon nước ngọt mới là đáp án. Bà Sharon Rochelle sống ở Esco, bang British Columbia, kể rằng bà tỉnh giấc nửa đêm, nhìn ra cửa sổ, bà thấy một con gấu đen đứng giữa hàng loạt lon nước ngọt ngổn ngang, còn cửa kính ô tô của bà đã bị đập vỡ. Vậy sự lựa chọn của Vân Anh đã đem về cho con một dấu ít. Đúng rồi con. Lala. Phải chặn lại chứ nhờ. Em chọn chị Dạ. Cảm ơn em. Loại hạt thảo dược nào của Việt Nam được hãng tin BBC Anh ví như kim cương đỏ? Hạt hả? Hạt màu đỏ nha. Chúng ta có rất là nhiều loại hạt thảo dược tốt cho sức khỏe. Khi mà mình ăn chè hay là uống yến, nó có cái hạt kỷ tử màu đỏ đỏ. Hạt kỷ tử rất là tốt cho sức khỏe. Và khi mà nhập sang nước Anh á, thì người dân Anh rất là thích hạt kỷ tử khi mà sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, giúp cho cải thiện sức khỏe tốt hơn. Sức khỏe là vàng, và quý hơn nữa đó chính là kim cương. Và nó có màu đỏ thì họ gọi là kim cương đỏ. Đó là em có tin đáp án của Lâm Vĩ Dạ không? Em sẽ chọn tin chị Dạ một lần. Và đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Cảm ơn chị Dạ. Theo hãng tin BBC Anh, kỷ tử đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới như một loại siêu thực phẩm. Nó được gọi là kim cương đỏ bởi có tác dụng chống lão hóa. Và lựa chọn của Lala đã đem về cho em một dấu o. Chúc mừng. Vanh. Con chọn chị Miss Thi ạ. Một con công trắng quý hiếm tại công viên quốc gia Normanby Horn, Anh, đã khiến những người yêu động vật lo lắng khi nó bị thương tích sau khi gặp phải một tai nạn hy hữu gì? Thì thường á là công đặc tính của nó là hay công này công đực đúng không ạ? Để xòe đuôi ra dụ dỗ những con công cái. Thì trong cái quá trình mà nó dụ dỗ đó, nó xòe qua xòe lại xòe qua, nó nhảy nhảy nhảy, nó xòe 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 cái đuôi ra, thì vô tình là nó bị rụng lông. Là có du khách vô nhìn con công tưởng gã không á, rụng lông. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em nghĩ là gặp tai nạn đó là bởi vì nó ăn uống bậy bạ quá nên là nó bị rụng lông. Vâng anh, con có tin vô đáp án của chị Missy không? Dạ không ạ. Không. Và đó là một sự lựa chọn.
chính xác. Nó làm gì vậy ta? Đó là bị xe đụng. Trời ơi. Người phát ngôn của Nomad by Horn xác nhận có một công ty lợp mái nhà làm việc gần công viên và họ nói rằng họ chứng kiến một chiếc ô tô lao tới đâm con công. Họ đã đưa con công trở lại công viên. Con công vẫn còn đang hơi đau và yếu. Vì vậy, chúng tôi sẽ không cho nó ra ngoài trong một tuần. Nó đã ăn uống được nên tình trạng khác hơn một chút. Với sự lựa chọn của Vanh, đã đem về cho con một dấu ít. Chúc mừng! Rồi. Lala. Em sẽ chọn chị Puka. Chọn chị Puka. Một nhà hàng đồ ăn Thái Lan ở thành phố New York, Mỹ có cái tên đặc biệt như thế nào để giúp thực khách dễ tìm kiếm? Về ẩm thực thì mọi người cũng biết là em quá rành. Quá rành. Cho nên là câu hỏi này thì em cũng không biết. Chí Thiện người Thái ghê sao ngồi vậy? Anh Thái ơi, anh Thái ơi. Anh Thiện ơi, cứu ơi. Món Thái thì có những món như là tôm dặm cung, cung xay nấm bả thì đâu có thể nào nói tiếng không, Anh được. Tiếng Anh thì mình sẽ có tiếng Anh nào hợp lý. Như anh thì nghĩ là chắc là đặt tên là best seller thì ấn tượng nhất. Best nào anh ơi, hả? Nó phải có cái gì đó liên quan tới Thái. Em nghĩ là tôm dâm, tại tôm dâm là một cái món mà em nghĩ là ra nước ngoài đọc tôm dâm. Nhưng mà thật ra nhiều người ăn Mỹ nước ngoài cũng đâu có biết cái chữ đó đâu. Em nghĩ nó phải có thêm từ food nữa. Phải thêm cái chữ gì đó mà người nước ngoài nó hợp lý hơn. Thái hả? Thường chị lên tìm đồ ăn á thì chị thường đi di chuyển nè, ví dụ chị ở nhà chị nè, rồi chị lên phim trường nè, chị ở quận 12, quận 7, quận Gò Vấp, quận 8 rồi các kiểu. Nhưng mỗi lần mà chị đặt đồ ăn, chị luôn bấm vô cái chữ gần gần nhà, gần nơi ở á, để cho mình đặt, để cho đỡ có tốn cái chi phí người ta ship tới đồ này kia nọ. Với lại ví dụ mình muốn tìm cái quán đó mình ăn thì mình đỡ đi xa. Cho nên là em nghĩ nha, có thể là người ta sẽ đặt tên cái quán đó là quán Thái gần nhà. Tên tiếng Anh là gì chị? Thai food near me. Và Puka đã chốt đáp án chưa? Dạ em xin chốt. Đó là Thái gần nhà nè. Đó là em cái tên lạ lắm nên là chắc tên là lạ không lắm. Và lựa chọn của Lala là không xin nhận đáp án của Puka. Và đó là một sự lựa chọn. Rất là đáng tiếc à, không chính xác. Wow, để cái tên đó luôn đó hả? Có Thai food near me mà. Một nhà hàng đồ ăn Thái Lan ở thành phố New York, Mỹ biết tận dụng xu hướng tìm kiếm những địa điểm gần mình, ví dụ như là quán gần đây, để biến thành lợi thế cho mình. Cụ thể, chủ nhà hàng đã đặt tên theo đúng công thức tấm biển mang tên Thai food near me, món Thái gần đây. Và lựa chọn Lala đã đem về cho Van một dấu ít. Cơ hội cho cô gái. Con chào anh Kim Tuấn Kiệt ạ. Vào giữa tháng 3 năm 2023, nhà máy xử lý và tái chế rác Đa Lộc Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã huy động nhân viên bới khoảng 20 tấn rác để tìm lại những thứ gì giúp người dân. Em có biết câu chuyện này. Một buổi sáng hôm đó là cái chị người dân ở cái khu vực đó đi chợ gần nhà của chị và chị mua vàng. Wow. Chị mua vàng nhưng mà không may là hôm đó là cái tiệm vàng hết bọc rồi, cho nên là phải bỏ vào cái bọc đen. Và chỉ là một bà nội trợ mà chị đi mua vàng xong chị đi về nhà. Sau đó thì kiểu là bà nội trợ luôn mà vừa phải nấu cơm, vừa phải trông con, vừa phải rửa rau này kia kiểu. Lúc mà chị làm xong cái bữa cơm cho chồng con chị ăn rồi, bắt đầu chị dọn dẹp. Thì trong lúc dọn dẹp chị thấy cái bao mà đựng vàng của mình nó cứ đen đó. Chị quên, chị tưởng là rác, chị bỏ vào trong thùng rác và chị đem, chị bỏ vào thùng rác. Và sau đó là xe rác đem về cái bãi đổ rác mà nãy anh có nói đó. Và thế là họ để trong đó mà họ đang phân loại thôi, họ chưa có phải là tiêu hủy hay này kia. Thế là chị mới chạy là cái chỗ nhà máy rác. Chị nói là trời ơi, tôi để quên vàng ở trong đống rác rồi, bây giờ giúp tôi kiếm cái số vàng đó trong bịch rác được không? Cho nên là tìm kiếm vàng. Vâng anh, con có tin vô đáp án của anh Duy Tức Kiệt không? Con tin. Và sự lựa chọn đó là một sự lựa chọn. Hoàn toàn chính xác. Đáp án là vàng là đúng rồi đó.
Người phụ nữ 39 tuổi, ngụ thôn Triều Dương, xã Tam Thanh trình báo và nhờ nhà máy tìm kiếm 6,5 chỉ vàng cùng giấy tờ đựng trong bao ni lông mà con gái của mình vô tình bỏ vào thùng rác. Đó, sau 10 giờ tách lọc, nhân viên nhà máy tìm thấy túi ni lông đựng vàng nằm trong bao rác. La. Dạ. Nãy em đã thắng một trận, giờ này dạ. Không may mắn. Nhưng mình vẫn đem về số phần thưởng của chương trình, đó là 6 triệu. Chúc mừng La. Dạ, cảm ơn mọi người. Cô bé nhỏ tuổi nhất có nó đem về phần thưởng của chương trình, đó là 7 triệu và một chiếc vé vào vòng đặc biệt. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và bây giờ chúng ta hãy đến với vòng đặc biệt của chương trình. Chọn ai đây? Bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng đặc biệt của chương trình Chọn Ai Đây. Cô gái nhỏ tuổi nhất, nhỏ nhắn, xinh xắn, nhỏ nhỏ và có giỏ ta. Bây giờ con đã có 7 triệu rồi. Ở đây là 9 cô vấn, mỗi người cầm một cái bì thư và trong đó tương đương với lại một phần thưởng từ 1 triệu cho tới 10 triệu. Con sẽ chọn một trong những 9 gương mặt này và trả lời câu hỏi của chương trình. Nếu trả lời đúng, sẽ đem về phần thưởng tương ứng với lại số tiền trong phong thư đó. Chọn anh đi. Tiền nè, lấy đi. Để đừng lặng im. Anh sợ anh Duy Khánh á. Anh có cái keyword hay quá anh ơi. Anh lấy Duy đi, Khánh lặng im. Có dạ. Cái keyword ghê quá. Ê, lần đầu tiên em được tham gia vòng cuối cùng luôn á. Trong ca phẫu thuật bằng phương pháp thức tỉnh ngày 28 tháng 1 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi bác sĩ đang mổ não, bệnh nhân vẫn nói cử động chân tay, thậm chí còn làm gì nữa. Đây là ca phẫu thuật rất nổi tiếng ở Việt Nam mình, và ca đầu tiên ở Việt Nam mình mổ theo kiểu này. Em trả lời đi. Giờ mọi người nói em muốn nói dài dòng, em nói ngắn gọn luôn. Nói ngắn gọn luôn. Nói ngắn gọn, anh nói em một câu thôi, nói một câu thôi. Là cái người này, người ta có thể cử động tay chân, có thể nói và có thể hát được nữa kìa. Đây là một cái chuyện hết sức là vô lý, nhưng mà chính những cái sự vô lý nó tạo nên một cái gì đó rất là ấn tượng, rất là đặc biệt, nên là tất cả mọi người đều quan tâm, nó rất là nhiệm màu. Biết hát bài gì không? Bài gì? Có bài gì? Không anh. Chị anh. Em có tin anh không? Có muốn lấy 10 triệu của anh không? Em chốt là bả hát. Hát thôi, còn bài không phải bài đó đâu, em bài gì á chứ không phải bài đó. Vân Anh, lựa chọn của con là có tin hay không? Bé Vân Anh tin vô đáp án của Duy Khánh. Đó là một lựa chọn. Chính xác. Chúc mừng con. Đáp án đó chính là hát. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca mổ u vùng não bằng phương pháp phẫu thuật thức tỉnh. Đây là phương pháp các bác sĩ tiến hành mổ và bệnh nhân còn tỉnh táo hoàn toàn. Khi bác sĩ đang mổ, bệnh nhân hát bài quốc ca và như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Wow. Đây cũng là ca phẫu thuật bằng phương pháp này đầu tiên tại Việt Nam. Wow, tự hào á. Lựa chọn của con là một lựa chọn chính xác. Bây giờ con đã có một số vốn là 7 triệu rồi, cộng với phần thưởng của anh Duy Khánh nữa. Và bây giờ xin mời Duy Khánh hãy xô bì thư của mình đi à. Tất cả mọi người xô bì thư đi à. Thi 10 và Duy Khánh 1 triệu.
Và với sự lựa chọn của con đã chính xác và đem về thêm phần thưởng 1 triệu nữa, là phần thưởng của con là 8 triệu. Chúc mừng Vanh. Chúc mừng em. Cảm giác chiến thắng là còn chiến thắng thêm một lần nữa như thế nào? Cái cảm nhận mà con cảm thấy rõ ràng nhất đấy là mọi người năng động quá. Năng lượng con ơi. Năng lượng. Năng động. Vừa năng lượng vừa năng động ấy ạ. Cảm ơn con đến chương trình và cảm ơn chính cố vấn nãy giờ đã đổ công sức để mà giúp cho Vân Anh. Cảm ơn quý vị khán giả thân mến đã theo dõi chương trình Chọn Ai Đây, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty Đông Tây Promotion. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi. Hứa Minh Đạt, chính cố vấn, Vanh xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả thân mến.